Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 749, Phật Thuyết Nhân Duyên Tăng Hộ Kinh. Hán dịch mất tên người dịch, nay trích lục nơi dịch phẩm Đời Đông Tấn. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ có một vương Long Vương nơi biển lớn mới phát khởi lòng tin biến làm người, đến chỗ Đức Phật đang cư trú cầu xin các vị tỳ kheo cho mình xuất gia. Các vị tỳ kheo không biết người này vốn là rồng nên liền độ cho xuất gia, là sắp ở chung phòng với một tỳ kheo tuổi nhỏ. Trải qua một đêm, sáng sớm hôm sau cả hai đều giữ gìn oai nghi, đi vào thành khất thực. Bây giờ thì kheo rồng nhờ có phước đức nương và báo nên khất thực được trước. Dùng cơm xong thì về sớm. Pháp của tỳ kheo là sau khi ăn xong phải vào phòng nhiếp tâm tọa thiền. Khi ấy tỳ kheo rồng quên không khép cửa, tánh rồng lại ưa ngủ, trời thì nóng bức. Loài rồng có 5 trường hợp không thể ẩn thân, đó là khi sinh, 2 là khi chết, 3 là khi hành dâm, và 4 là khi sân giận, 5 là khi ngủ. Lúc này tỳ kheo rồng vì đang ngủ nên không thể ẩn thân, tướng hiện ra thân đầy cả phòng. Vì tỳ kheo tuổi nhỏ trở về vào phòng thấy thân thể rồng đầy cả gian nên rất kinh hãi, chạy kêu thất thanh với các tỳ kheo: Đại đức trưởng lão, ở đây có Long Vương, ở đây có Long Vương. Rồng nghe to tiếng liền tỉnh dậy, biến trở thành lại thành vị tỳ kheo ngồi kiết già tọa thiền. Do tiếng gọi kêu lớn nên đại chúng tụ tập lại hỏi vị tỳ kheo nhỏ tuổi: Vì sao ông la dữ thế? Tỳ kheo nhỏ tuổi đáp: Trong phòng tôi có con rồng. Đại chúng đã tập hợp đông đủ bèn vào phòng tìm rồng, nhưng không có, chỉ thấy vị tỳ kheo đang kiết già tọa thiền. Các tỳ kheo tỏ ra kinh ngạc không biết nguyên nhân vì sao, rồi đến chỗ Phật: Các vị thưa đầy đủ sự việc trên, xin Phật giải nghi. Đức Thế Tôn bảo: Vị ấy không phải là người mà chính là Long Vương, các ông hãy đến gọi vị ấy lại đây. Các tỳ kheo vâng lời, đến kêu Long Vương. Tỳ kheo rồng liền đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ Phật rồi lui ra đứng qua một bên. Đức Phật thuyết pháp chỉ dạy, tạo lợi ích khiến rồng vui vẻ, rồi Phật im lặng. Lúc này Long Vương tư duy liền sinh hoan hỷ. Đức Phật an ủi nói: Ngươi có thể trở về cung mình. Nghe vậy Long Vương buồn khóc rơi lệ, đảnh lễ dưới chân Phật nhiều quanh chỗ Phật 3 vòng rồi trở về cung. Giữa đường Long Vương tự suy nghĩ: Ta này tuy không được xuất gia, nhưng ở trong Phật pháp có thể làm đại đàn việc tạo lập phòng tăng, 4 sự cúng dường đầy đủ. Suy nghĩ như vậy xong liền ở nơi đường trống biến hóa thành phòng tăng, có ao suối giường cây mát mẻ yên tĩnh, không có nhiều người lui tới, đêm ngày ung dung. Khu vườn cũng không có loài trùng kiến ruồi muỗi, không lạnh không nóng, ôn hòa thích hợp, khỏi phải lo nghĩ buồn phiền. Long Vương mời chúng ta đến ở. Tất cả vật cần dùng như y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngủ, thuốc thang đều cung cấp đầy đủ. Long Vương do có nhiều sai sót nên bị tỳ kheo trì luật luôn quả trách. Tỳ kheo rồng vì không hiểu giới kinh, mỗi khi buồn phiền thì tự suy nghĩ: Ta nay cúng dường các việc đầy đủ mà tỳ kheo ấy cứ hay quả trách, hay ta làm mất cái chùa biến hóa này đi. Rồi Long Vương đi đến chỗ đất rộng khác, hóa ra một ngôi chùa có chánh điện, phòng ốc, vườn cây, suối mát giống như trước. Thời chúng tăng đến ở và cung cấp cúng dường đầy đủ như cũ. Khi chúng tăng nói, trong nhà bếp kho của chúng tăng số lượng người thì rất nhiều, theo phép của chùa nên tính toàn bộ số lượng người nơi chúng tăng được cung cấp. Rồng đáp: Dù không có một vật nào là của tăng chúng cả, nay đòi ghi chép thì làm sao được, hết thảy vật là của tôi. Rồng nghĩ: Nay các vị tỳ kheo này thật khó có thể cung cấp, nếu như vậy thì không thể chịu nổi. Thế rồi vào giữa đêm, Long Vương phá bỏ chùa biến hóa và trở về cung mình. Bây giờ trong nước Xá Vệ có 500 người đi buôn cùng lập thề nguyện: Nếu muốn vào biển lớn thì những người đi buôn phải cùng nhau bàn luận, tìm cầu pháp sư dẫn đường, chỉ về công việc. Các người đi buôn sẽ luôn thưa hỏi pháp, do nghe lợi ích của pháp nên có thể đi về thuận hợp. Trong số những người đi buôn, có một trưởng giả bảo: Tôi có một vị thầy tên là Tăng Hộ, nên thỉnh vị ấy làm thầy. Vị ấy gồm đủ biện tài, đa trí có thể thuyết pháp được. Các người đi buôn đồng ý nên cùng nhau đến chỗ thầy Tăng Hộ, đầu mặt đảnh lễ thưa: Chúng con muốn vào biển lớn nên xin thỉnh đại đức làm thầy thuyết pháp. Vì chúng con nghe pháp lãnh hội thì con việc đi về mới thuận lợi. Tăng Hộ nói: Các ngươi hãy đến thưa với Hoàng Thượng, nếu Hòa Thượng cho phép thì tôi nhận lời. Tỳ kheo Tăng Hộ dẫn các người buôn đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất, đầu mặt làm lễ dưới chân tôn giả. Các người buôn thưa: Đến chúng con muốn vào biển lớn, nay thỉnh tỳ kheo Tăng Hộ làm thầy thuyết pháp.
cuối xin tôn giả đồng ý cho. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: các người hãy đến thưa hỏi Đức Phật. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất cùng tỳ kheo tăng hộ và dẫn người buôn đến làm lễ Đức Phật, chắp tay quỳ thưa: bạch Thế Tôn, đại chúng con muốn vào biển lớn, xin thỉnh tôn giả tăng hộ làm thầy thuyết pháp để luôn luôn được hỏi pháp, nhờ năng lực của việc nghe pháp mà được trở về toàn vẹn. Biết tỳ kheo tăng hộ có thể hóa độ chúng sinh nên Đức Thế Tôn đã chấp thuận. Các người buôn hết sức vui mừng sung sướng, rồi cùng pháp sư tăng hộ đi vào biển lớn. Nhưng khi chưa đến chỗ chứa Phật báu thì bị Long Vương kéo thuyền lại, không cho đi. Các người đi buôn rất kinh hãi, chắp tay quỳ trước mặt thưa: vị thần nào đã giữ thuyền lại? Nếu muốn gì nên hiện nguyên hình. Bây giờ Long Vương bỗng nhiên hiện thân hình, các người buôn hỏi: ngươi muốn xin gì? Long Vương đáp: hãy đem tỳ kheo tăng hộ cho ta. Các người buôn nói: tỳ kheo tăng hộ từ chỗ Đức Thế Tôn và tôn giả Xá Lợi Phất để đồng ý nên thỉnh đến đây, làm sao cho ngươi được? Long Vương nói: nếu không đưa cho ta thì tất cả các ngươi sẽ bị nhận chìm chết sạch. Lúc này các người đi buôn vô cùng sợ hãi, tự suy nghĩ: chúng ta từng ở chỗ Đức Phật nghe kệ như vậy, ta bỏ một người để giữ một nhà, ta bỏ một nhà để giữ một thôn, ta bỏ một thôn để giữ một nước, thà bỏ của nước để giữ thân mạng. Bây giờ các người buôn không còn cách nào khác, bèn đem tỳ kheo tăng hộ ra giao cho Long Vương. Long Vương vui mừng đưa vào trong cung. Long Vương có bốn rồng thông minh trí tuệ sẽ làm đệ tử tăng hộ. Long Vương thưa: thưa tôn giả, hãy vì tôi mà giảng dạy cho bốn rồng này, mỗi con đều được trao cho một bộ a hàm. Rồi rồng thứ nhất dạy bộ tăng nhất a hàm, rồng thứ hai dạy bộ trung a hàm, rồng thứ ba dạy bộ tạp a hàm, rồng thứ tư dạy bộ trường a hàm. Tăng hộ trả lời: được rồi, tôi sẽ dạy chúng. Tỳ kheo tăng hộ liền giảng dạy cho chúng. Rồng thứ nhất yên lặng lắng nghe, rồng thứ hai miệng tụng mà lại nhắm mắt, rồng thứ ba quay cổ ra sau lắng nghe, còn rồng thứ tư thì ở đằng xa lắng nghe. Bốn rồng này vốn thông minh trí tuệ, trong vòng 6 tháng đã tụng hết bốn bộ a hàm, ghi nhớ kỹ trong lòng không sót điều gì. Khi ấy Đà Long Vương đến chỗ tăng hộ quỳ lại thăm hỏi vấn an: thầy có điều gì sầu muộn không? Tăng hộ trả lời: tôi rất sầu muộn. Long Vương hỏi: vì sao? Tăng hộ đáp: người thọ trì pháp chủ yếu phải có quy tắc. Các rồng này ở trong loài súc sinh, không có tâm tôn trọng phép tắc, không biết pháp Phật mà lại phụng trì tục tụng đồng. Long Vương thưa: thưa đại đức, đại đức không nên quả trách các rồng ấy. Vì sao? Vì chúng đang giữ tánh mạng thầy đó. Rồng có bốn chất độc nên không thể theo đúng như pháp để thọ trì độc tùng. Vì sao? Vì rồng im lặng thọ trì là do nó có chất độc nơi âm thanh, nên không thể theo như pháp. Nếu nó phát ra tiếng ác hại đến tánh mạng của thầy, do đó nó đã im lặng để lắng nghe. Còn rồng nhắm mắt thì thọ trì vì mắt nó có chất độc nên không thể theo như pháp. Nếu nó nhìn thẳng vào thầy thì ác hại đến tánh mạng thầy, vì thế mà phải nhắm mắt. Con quay đầu ra sau để thọ trì vì có chất độc nơi khí nên không thể theo như pháp. Nếu nó hà hơi, ác thầy sẽ bị hại, do đấy nó quay đầu ra sau để nghe giảng. Con rồng ở xa để thọ trì vì nó có chất độc nơi xúc chạm nên không thể theo như pháp. Nếu thân nó xúc chạm vào thầy, ác sẽ hại thầy, vì vậy mà nó phải đứng ở xa. Bây giờ các người đi buôn đã lấy được của báu, cùng trở về đến chỗ mất thầy, họ bàn với nhau: trước đây chúng ta đã bị mất thầy tại chỗ này, nếu nay trở về Đức Thế Tôn, tôn giả sẽ là Phật, tôn giả Mục Đường Liên và các tôn giả hỏi chúng ta pháp sư tăng hộ đâu thì sẽ thưa nói như thế nào. Khi ấy biết các người buôn đang trở về, Long Vương bèn đem pháp sư tăng hộ giao cho họ và nói: đây là tỳ kheo tăng hộ thầy của các ông. Các người buôn gặp lại thầy nên vui mừng khôn xiết, tất cả đều bình an trở về đất liền. Tăng hộ hỏi các người buôn: đường thủy và đường bộ nên đi đường nào? Các người buôn trả lời: đường thủy rất xa, phải mất 6 tháng mà lương thực sắp hết, không thể về kịp được, nên chọn cách thuận tiện để đi đường bộ. Trên đường đi họ dừng lại nghỉ. Tỳ kheo tăng hộ nói với các người buôn: tôi sẽ ngủ riêng, khi các ông lên đường trời còn tối thì hãy kêu tôi thật to. Các người buôn vâng dạ. Tỳ kheo tăng hộ bèn rời chúng ngủ riêng bên ngoài. Đầu đêm tọa thiền, giữa đêm thì ngủ.
Các người buôn vào lúc giữa đêm thì thức dậy sơ soạn lên đường cùng nhau nói là để gọi thầy tán hồ. Nhưng cuối cùng đều quên nên không ai gọi cả. Càng về sáng mưa gió lại nổi lên, thì các tán hồ tỉnh dậy gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời. Bạn nghĩ như vậy là tội rất lớn, các bạn đã bỏ tay mà đi. Tỳ kheo tăng hộ lạc mất bạn đường nên đi một mình. Đi chưa xa, tỳ kheo tăng hộ nghe tiếng kiền chùy nên lần theo tiếng ấy mà hướng đến chùa. Trên đường đi, tăng hộ gặp một người liền hỏi vì sao mà phải có đánh kiền chùy. Người kia trả lời là để cùng đi vào nhà tắm tăng hộ nghỉ. Ta từ xa tới đây có thể đến phòng tắm của chúng tăng. Nghĩ về rồi, tăng hộ vào phòng tắm tăng, trông thấy rất nhiều người hình tướng giống chúng tăng, rồi cùng nhau vào căn phòng ẩm thấp ẩm, thấy các dụng cụ để tắm rửa, nào y tắm, bình lưu đựng nước, cả nhà tắm đều cháy đỏ rực. Tỳ kheo tăng hộ thấy các tỳ kheo kia vào trong phòng tắm, cái lửa đang cháy khiến cho gân thịt tiêu tan, cả xương đều như tim đèn cháy. Tăng hộ kinh hãi và các tỳ kheo kia, cái ông là người gì thế? Các tỳ kheo đáp, là người cõi dưới Phù Đề, vì tánh khó có lòng tin, ông hãy đến chỗ Phật hỏi. Tăng hộ sợ quá nên bỏ chạy, chưa xa lắm lại gặp một ngôi chùa trang nghiêm, rộng lớn, đẹp và sạch, lại cũng nghe tiếng kiền chùy. Thấy tỳ kheo, tăng hộ hỏi vì sao mà đánh kiền chùy. Tỳ kheo đáp, vì chúng tăng ăn cơm. Tăng hộ suy nghĩ, ta này từ xa đến đây rất đói khát, cũng cần có chút gì để ăn. Vào chùa, tăng hộ thấy tăng chúng tập họp, còn đồ đựng thức ăn và tờ cụ trải ra đều cháy đỏ rực, mọi người vào phòng ăn cũng đều cháy bùng lên giống như trước không khác. Tăng hộ hỏi các ông là người gì, họ cũng trả lời như trước. Tăng hộ kinh hãi liền bỏ đi thật nhanh. Đi chưa được bao xa, tăng hộ là gặp một ngôi chùa trang nghiêm như trước. Vào phòng tăng, tăng hộ thấy các tỳ kheo ngồi trên giường lửa cùng nhau đánh đập cho thịt nát, gân rớt, ngũ tạng cốt tủy cháy như tim đèn. Tăng hộ hỏi các ông là người gì, các tỳ kheo trả lời, người cõi Diêm Phù Đề, vì tánh khó tin, hãy về hỏi Đức Phật Sẽ Đỏ. Tăng hộ cũng sợ quá nên lại bỏ đi thật nhanh. Chưa bao xa lại gặp một ngôi chùa cũng giống như trước. Vào chùa, tăng hộ thấy chúng tăng đang cùng nhau ngồi ăn, các tỳ kheo đó bảo ông hãy đi đi. Tăng hộ còn dần chừ chưa kịp đi thì thấy trong bát của các tỳ kheo kia chỉ là phân người, nước sôi bắn tung ra, gã các tỳ kheo đều cùng ăn nuốt. Ăn rồi bị lửa thiêu đốt làm cho cổ họng và ngũ tạng thành tan khói chảy xuống rồi ra ngoài. Thế vậy tăng hộ kinh hãi vội bỏ đi thật nhanh. Đi chưa được xa, tăng hộ lại thấy một ngôi chùa cũng trang nghiêm giống như trước. Tăng hộ liền vào phòng tăng, thấy các tỳ kheo cầm chùy sắt đánh đập lẫn nhau khiến thịt xương nát vụn như bụi. Thế vậy tăng hộ càng sợ quá nên bỏ đi. Chưa được xa, tăng hộ lại thấy một ngôi chùa trang nghiêm đẹp đẽ giống như trên. Tăng hộ liền vào phòng tăng, nghe tiếng kiền chùy nên hỏi vì sao đánh kiền chùy. Các tỳ kheo trả lời vì sắp sửa uống nước ngọt. Tỳ kheo tăng hộ tự nghĩ, ta nay đói khát quá, cần phải uống nước ngọt. Nghĩ xong, tăng hộ vào phòng chúng tăng, thấy các đồ đựng thức ăn, giường nằm tọa cụ. Còn các tỳ kheo thì mắng nhiếc, xỉ nhục nhau. Trong các đồ đựng thức ăn thì chứa đầy nước đồng sôi. Các thầy tỳ kheo đều cùng bưng uống, uống xong thì lửa cháy khiến cổ họng và ngũ tạng đều biến thành than lửa, chảy xuống bên dưới. Thế vậy tăng hộ rất kinh hãi nên vội bỏ đi. Lát sau tăng hộ thấy một vùng thịt lớn, lửa cháy hừng hực, tiếng kêu la đau đớn thống khổ không thể chịu nổi. Thế vậy tăng hộ càng hoảng sợ vội vã bỏ đi. Chưa bao xa là thấy một khoảng đất rộng giống như trên. Tăng hộ tiến đến phía trước, thấy một vò thịt lớn đều bị thiêu cháy đỏ, đau nhức không thể chịu nổi, như trên không khác. Tiến thêm nữa, tăng hộ cũng gặp một cái vò thịt đều bị lửa cháy giống như trên. Đi nữa, tăng hộ là thấy một bình thịt bị lửa đốt cháy, có tiếng kêu là rùng rợn. Đi nữa, tăng hộ cũng gặp một bình thịt bị lửa thiêu cháy hừng hực giống như trên. Tiến tới tiếp, tăng hộ lại thấy một con suối toàn là da, đồ cháy đỏ rực làm cho da tan nát, với tiếng la hét kinh hồn cũng giống như trên. Thế vậy tăng hộ càng thêm sợ hãi bỏ đi. Chập sau là thấy một khối thịt lớn bị lửa đốt cháy đỏ rực, khổ nản như trên. Tăng hộ bỏ đi tiếp là thấy một tỳ kheo tay cầm dao bén từ các mũi mình
Các sông là mọc ra là các tiếp, cứ như vậy không dứt. Tăng hồ bỏ đi tiếp, và thấy một tỳ kheo tay cầm búa bén tự chặt đứt lưỡi mình, chặt rồi mọc là mọc ra, lại chặt như trước không khác. Tăng hồ đi tiếp thấy một tỳ kheo đứng một mình trong nước, tự sướng lên không dứt, nước nước chịu đủ thứ đau đớn khổ sở. Tăng hồ bỏ đi tiếp thấy một tỳ kheo ở trong vườn gai sắt, đứng trên gai sắt nhỏ kêu gào, khổ não giống như trước. Tăng hồ đi tiếp thấy một tòa nhà bằng thịt bị lửa cháy đỏ, kêu gào thống khổ. Giống như trên, tăng hồ đi tiếp thấy một cây mọc cọc thịt hình như gà ngà voi, được thiêu cháy đỏ rực đau đớn như trước. Tăng hồ lại tiến tới nữa, gặp con lạc đà, thân thể bị lửa đốt, kêu gào khổ sở. Tăng hồ bỏ đi tiếp thấy một con ngựa, thân thể còn bị lửa đốt, kêu gào rùng rợn. Đi nữa, tăng hồ gặp một con voi trắng, thân thể còn bị thiêu đốt, còn lại như trên. Tăng hồ bỏ đi là gặp một con lừa còn bị lửa thiêu đốt dữ dội, bỏ đi. Tăng hồ là gặp một con dê còn bị lửa đốt thân, khổ não tột bậc. Tăng hồ đi tiếp là gặp một đài thịt lửa bốc cháy hừng hực. Tăng hồ đi nữa là gặp một đài thịt giống như trên. Đi nữa, tăng hồ thấy một phòng thịt lửa dữ đốt thân, kêu gào đau đớn. Tăng hồ đi tiếp gặp một rừng thịt cũng có tiếng kêu gào đau khổ. Tăng hồ bỏ đi tiếp là gặp một giường thịt bị lửa đốt thân, cũng như trên không khác. Tăng hộ đi nữa gặp một cân thịt lửa đốt co giãn khổ não như trước. Tăng hộ đi nữa gặp một giường dây thịt lửa đốt rất khổ não cũng như trước không khác. Tăng hộ tiến tới gặp một phát thịt lửa đốt lay động khổ não giống như trước. Tiến tới tăng hộ gặp một sợi dây thịt lửa đốt cứ mãi co giãn giống như trên. Tăng hộ đi tiếp gặp một hầm xí phân dơ thành lình bình. Tăng hồ đi nữa gặp một tòa cao, trên có tỳ kheo nhiếp tâm ngồi thẳng, bị lửa dữ thiêu đốt đau khổ cũng như trên. Tăng hồ lại đi nữa cũng gặp một tòa cao, có tỳ kheo chịu khổ giống như trước. Đi nữa tăng hồ gặp kiền chùy bằng thịt bị thiêu đốt dữ dội giống như trước. Tăng hồ đi tiếp gặp một hồ kỳ chi thịt tên là câu tô la bị lửa đốt thân, chịu khổ như trước. Lại tiến lên, tăng hồ lại gặp một câu tô la thịt khổ như trên. Tăng hồ đi nữa gặp một núi thịt lớn rồi giữa đốt cháy tan nát, kêu la chấn động khổ cực như trước. Tăng hồ là gặp cây tu mạng na noa, tu mạng na hoa bị lửa đốt chịu khổ cũng như trên. Tăng hồ đi nữa gặp cây tu mạng na hoa lửa đốt phát tiếng kêu thống khổ như trên không khác. Đi tiếp tăng hồ gặp cây trái thịt lửa đốt phát ra tiếng kêu khổ não như trên. Tăng hồ lại đi nữa gặp cây trái toàn là thịt lửa đốt cháy đỏ khổ não cũng như trên. Đi một đoạn, tăng hộ gặp một cây bị lửa đốt dữ dội như trước. Tăng hộ đi tiếp gặp một trụ thịt bị lửa dữ thiêu đốt. Đi tiếp tăng hộ gặp một trụ thịt bị ngục tốt chặt phá khổ não như trước. Tăng hộ đi tiếp gặp một trụ thịt lửa đốt chịu khổ cũng như trước. Tăng hộ đi tiếp gặp một trụ thịt lửa đốt cháy rực khổ cũng như trước. Tăng hộ đi tiếp gặp 14 cây thịt lửa đốt dữ dội chịu khổ như trên. Đi tiếp tăng hộ thấy hai vị tỳ kheo dùng gậy đánh nhau, làm cho đầu bể não tan, máu mủ chảy ra, tiêu nát, rồi sinh trở lại cuối cùng lại như ban đầu, khổ, không dừng nghỉ. Tỳ kheo tăng hộ đi một chút nữa thấy hai vị sa di ôm nhau ngủ, đợi giữ đốt thân, khổ không dừng nghỉ. Thế vậy tỳ kheo tăng hộ kinh hãi hỏi sa di, ông là người thế nào mà chịu khổ như vậy? Sa di trả lời, người cõi với phù đề, bị tánh khó tin, thì đến chỗ Đức Thế Tôn để hỏi. Thế vậy thì kêu tăng hộ sợ hãi bỏ đi, từ xa trông thấy rừng cây tươi tốt sum xuê nên liền đi đến. Tới nơi tăng hộ thấy 500 vị tiên đang dạo chơi trong rừng ấy. Thấy tăng hộ, tiên nhân đuổi bảo tránh ra và nói với nhau, đệ tử của Thích Ca làm uế tạp khu vườn chúng ta. Thì kêu tăng hộ xin các vị tiên nhân cho tới tốt một đêm rồi mai sẽ đi sớm. Một số các tiên nhân vị thường tỏa có lòng từ bi ra lệnh cho các tiên nhỏ cho sa môn mượn một gốc cây. Tỳ kheo tăng hộ liền được một gốc cây trả tỏa cổ bên cạnh gốc cây rồi một chiếc già. Đầu đêm tăng hộ chia trừ năm tứ ngang che làm chướng ngại, giữa đêm thì ngủ nghỉ, cuối đêm là ngồi thẳng cao tiếng tụng kệ. Bây giờ các tiên nhân nghe tiếng kệ đều giác ngộ về tánh không chứng quả bất hoại, thấy pháp hoan hỷ nên đến chùa Sa Môn đầu mặt làm lễ.
xin lễ bái Sa Môn Tọa Ba Quy Y. Ở trong pháp Phật xin được xuất gia. Khế Tỳ Kheo Tăng Hộ liền độ cho các tỳ nhân theo đúng như pháp mà xuất gia, dạy pháp tu thiền, không bao lâu đắc định chứng quả A La Hán. Như cây chiên đàn bao quanh cây chiên đàn, Tỳ Kheo Đắc Đạo hiền thánh làm chứng. Bây giờ Tỳ Kheo Tăng Hộ cùng các đệ tử đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng trong nước Xá Vệ, tới chỗ Phật, mọi người mặc lãnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn ân cần hỏi: trên đường đi các vị có mệt mỏi không, khất thực có dễ không? Tỳ Kheo Tăng Hộ bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con đi đường rất khỏe, không mệt, khất thực dễ dàng, không khổ cực, nay được diện kiến Thế Tôn. Lúc này Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp môn cho đại chúng. Tỳ Kheo Tăng Hộ bèn đến trước Đức Thế Tôn, giữa chúng tăng bạch Phật: bạch Thế Tôn, trên đường đi con đã thấy những sự việc nơi địa ngục. Cố Sư Thế Tôn hãy nói rõ về nhân duyên từ kiếp trước cho con và đại chúng được biết. Đức Phật bảo Tăng Hộ: những gì ông thấy trước đây như các tỳ kheo nơi phòng tắm, đó không phải là tỳ kheo, cũng không phải là phòng tắm, đấy là những người ở địa ngục. Các tội nhân này vào thời Phật Ca Diếp đều xuất gia làm tỳ kheo, nhưng không đương vào giới luật, chỉ thuận theo tình lý ngu tối của riêng mình, lấy đồ tắm và các vật dùng khác của tăng chúng tùy ý sử dụng. Tỳ kheo trì luật luôn nêu dạy quy tắc nhưng họ không chịu nghe. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay, những kẻ ấy phải chịu quả báo trong địa ngục đến giờ vẫn chưa hết. Ông thấy ngôi chùa thứ hai cũng không phải là chùa tăng, là chẳng phải là tỳ kheo, đó cũng là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia, năm đức không đủ. Các nhà đàn Việt tạo lập chùa tháp đều cúng dường đầy đủ lý sự. Đàn Việt mới phát tâm khi xây chùa cốt yếu là đánh kiên trì, chỉ ý nguyện để giúp đỡ đồng trái. Nhưng các tỳ kheo đó không đánh kiên trì, chỉ im lặng thọ dụng. Các tỳ kheo đến chùa không được thức ăn uống nên trở về với bình bát không. Vì nhân dân ấy nên bị khổ báo nơi giường lửa, đánh đập nhau, gân thịt tan nát, xương như tim đèn cháy. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay mà chịu khổ báo như vậy, nơi địa ngục đến giờ vẫn chưa hết. Ông gặp chùa thứ ba không phải là chùa tăng, cũng không phải là chúng tỳ kheo, đó cũng là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia, nhưng bê trễ ở chung với nhiều người, cùng nói với nhau: bây giờ chúng ta có thể cùng thỉnh một tỳ kheo trì luật và làm pháp sự để có thể theo như pháp. Tức thì tìm kiếm được một tỳ kheo trì luật đảm nhận các công việc kể trên. Tỳ kheo tịnh hành trì luật này lại thì được các tỳ kheo đồng hành. Bây giờ số tỳ kheo tịnh hành dần dần tăng lên, bèn đuổi những kẻ phá giới ra khỏi chùa. Khi các kẻ phá giới vào nửa đêm đã dùng lửa đốt chùa, tiêu diệt các tỳ kheo tịnh hành kia, vì nhân duyên đó nên phải bị quả báo tay cầm chùy sắt đánh đập giết nhau. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay trẻ phải chịu vô số khổ não nơi địa ngục đến giờ vẫn chưa hết. Ngôi chùa ông thấy thứ tư chẳng phải là chùa tăng, cũng chẳng phải là tỳ kheo, đó cũng là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia, luôn sống trong chùa. Một hôm có các thí chủ đem thịt mỡ đến cúng dường nên chia cho tăng chúng hiện tiền. Bây giờ có khách tăng đến, tỳ kheo sống ở đó lâu hơn vì tâm tham lận nên đợi khách tăng đi rồi mới đem ra chia. Chưa kịp chia thì thấy giỏi bò ra, hôi thối rồi nát, phải quăng ra ngoài. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, ăn uống phải ăn uống phần dơ. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay chịu khổ không ngừng. Ngôi chùa thứ năm mà ông thấy thì chẳng phải là chùa tăng, cũng chẳng phải là tỳ kheo, đó cũng là người nơi địa ngục. Vào thời Ca Diếp họ đều là người xuất gia, vào giờ thọ thực đều không ăn đúng như pháp, lại ắt khẩu mắng giết nhau. Vì nhân duyên đó mà bị khổ báo nơi giường sắt nóng, trong các đồ đựng những thức ăn bất tịnh thì nước sôi tung tóe tràn lan, gân thịt tiêu tan, xương như bó đuốc. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay phải chịu khổ báo không ngừng. Ngôi chùa thứ sáu mà ông gặp đó chẳng phải là chùa tăng, cũng chẳng phải là các tỳ kheo, đó cũng là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia, không đánh kiền trùy mà im lặng, lại im lặng cùng nhau uống nước ngọt, sợ tăng bên ngoài đến. Vậy tham lam bọn sẽ như thế nên bị đọa vào địa ngục, uống nước đồng sôi. Từ khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay mà chịu khổ báo không ngừng.
Đức Phật là bảo tỳ kheo tăng hộ, dùng đất thứ nhất ông gặp chẳng phải là mặt đất, đó cũng là nơi người được ngôi nơi địa ngục. Giờ thì Phật A Di Đà họ đều là người xuất gia, ruộng của chúng tăng mà tự ý trồng trọt, không chia hoa lợi cho chúng tăng. Lúc đó vị tỳ kheo do truyền luật đi vào với pháp quả trách, vì sao thầy không trả hoa lợi cho chúng tăng? Tỳ kheo ấy ỷ vào thế của quan quyền không chịu nghe, là trả lời: tôi là người ở của chùa của thầy chăng? Nếu thầy có sức mạnh sao không tự gieo trồng? Vì nhân duyên đó mà bị đại khổ báo trong địa ngục. Từ khi Phật A Di Đà nhập niết bàn đến nay mãi chịu khổ không ngừng. Dùng đất thứ hai mà ông gặp chẳng phải là mặt đất mà chính là tòa nhân. Giờ thầy Phật A Di Đà họ là người bạch y trồng trọt nơi ruộng của tăng chúng mà không chi hoa lợi cho tăng. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục là đất thịt lớn chịu các khổ nợ áo đến nay chưa hết. Bình thịt thứ nhất mà ông thấy chẳng phải là bình thịt mà chính là tội nhân. Và từ Phật A Di Đà đó là hàng thường tọa trong chúng tăng, chứ không ngồi thiền tụng kinh, không hiểu giới luật, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, bàn luận về những điều không ích lợi, luôn ăn trước những món cúng dường ngon. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn bị lửa dữ thiêu đốt, khổ não cho đến ngày nay vẫn chưa hết. Bình thịt thứ hai mà ông gặp chẳng phải là cái bình mà là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp là người xuất gia nhưng năm đức không đủ, lo phần nhà bếp cho tăng chúng những đồ cúng dường ngon ngọt để ăn trước, còn dọn cho tăng chúng những món dở. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn bị lửa thiêu đốt, chịu khổ báo đến nay vẫn chưa hết. Bình thịt thứ ba mà ông gặp chẳng phải là cái bình mà là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp là người cung cấp thức ăn cho uống cho chúng tăng. Lúc làm công việc ấy, những món ngon ngọt thì tự ăn trước, họ đem cho vợ con bà, còn món dở thì dọn cho chúng tăng dùng. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn bị lửa đốt, khổ não đến nay vẫn không hết tội. Đức Phật là bảo tỳ kheo tăng hộ, cái bình thứ nhất ông trông thấy đó chẳng phải là bình mà là người nơi địa ngục. Giờ thì Phật Ca Diếp làm người xuất gia, giữ nhà bếp cho tăng chúng cả đáng ăn vào buổi sáng, thì cất lại qua ngày sau, thức ăn ngày sau thì để đến ngày kia. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn chịu khổ não báo bị lửa đốt đến nay vẫn chưa dứt. Cái bình thứ hai ông thấy đó chẳng phải là cái bình mà là người nơi địa ngục. Giờ thầy Phật Ca Diếp là người xuất gia thường sống trong chùa, có là việc đem đến một bình bơ để cúng dường cho tăng hiền tiền, ai cũng được phần. Người trí sự này thấy có khách tăng đến liền lấy bơ giấu đi, để khách tăng ra về sau đó mới đem chia. Vì nhân duyên ấy mà bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn chỉ khó báo bị lửa đốt đến nay vẫn không hết. Ông gặp người đứng yên trong lúc đó chẳng phải là tỳ kheo mà là người nơi địa ngục. Giờ thì Phật Ca Diếp ấy là người xuất gia gánh nước cho tăng chúng, thấy tăng chúng dùng nước ban đầu thấy ít sau thì quá nhiều, nên vừa ý vị nào thì cho đủ nước, còn các vị khác thì không cung cấp. Thì nhân duyên đó là bị đọa vào địa ngục, đứng một mình trong nước kêu nước nước, chịu đại khổ báo như vậy đến nay vẫn chưa hết. Cái vò lớn mà ông đã gặp chẳng phải là có vò lớn mà là chính là người nơi địa ngục. Và thầy Phật Ca Diếp cái đó là người xuất gia. Vì tăng chúng làm trí sự những thứ trái cây ngon thơm thì ăn trước, còn dọn trái chua dở cho chúng tăng, thấy hợp ý với ai thì lựa cho trái ngon. Việc không bình đẳng mà bị đọa vào địa ngục làm vò thịt lớn chỉ có báo bị lửa đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy vị tỳ kheo cầm dao xẻ mũi đó không phải là tỳ kheo mà là người nơi địa ngục. Giờ thầy Phật Ca Diếp kể là người xuất gia hỷ mũi làm ô uế khu đất sạch của chúng tăng, vì nhân duyên này bị đọa vào địa ngục, tự cầm dao xẻ mũi mình chỉ có báo bị lửa đốt đến nay vẫn còn. Ông thấy vị tỳ kheo cầm búa bén chặt lưỡi của mình, đó không phải là tỳ kheo mà là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp, kẻ đó xuất gia làm sa di, nhờ công việc phân chia đường phèn cho chúng tăng. Khi dùng dao chặt đường ra từng cục nhỏ, trên dao còn dính chút ít đường phèn, sa di bèn liếm ăn. Vì nhân duyên đó mà bị khổ đáo, khổ báo tự chặt lưỡi, đến nay vẫn chưa dứt. Đức Thế Tôn là bảo tỳ kheo tăng hộ, con suối ông đã thấy đó chẳng phải là nước suối mà là người nơi địa ngục. Giờ thì Phật Ca Diếp người đó xuất gia làm sa di, chỉ đường phèn cho tăng rồi tự lấy nếm trước, sau còn dư lại đem đưa cho chúng tăng, nên bị thiếu
chi khắp không đủ. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm suối thịt lớn, bị lửa thiêu đốt, cháy tan rã, chưa đạt quả báo đến giờ vẫn quả Phật chưa hết. Ông thấy vị tỳ kheo đứng bên trúng trên gai nhọn, đó chẳng phải là tỳ kheo mà là người nơi địa ngục. Và tôi phải ca giết kẻ ấy là người xuất gia, luôn ác khẩu mắng giết các tỳ kheo vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục, đứng trên gai nhọn sắt, nhiều quả báo bị lửa đốt. Ở đây vẫn chưa dứt. Ông thấy chiếc xe thịt, đó chẳng phải xe thịt mà cũng là người nơi địa ngục. Và tôi phải ca giết kẻ đó là người xuất gia, sống trong chùa mà không đủ năm đức, giữ coi việc nhà bếp cho tăng chúng. Những thức ăn ngon thì ăn trước hoặc lấy đem cho nhà bạch y, lại dọn chúng tăng ăn, không bình đẳng. Vì do duyên ấy mà chỉ có báo trong địa ngục đến nay vẫn còn. Ông thấy cái cọc thịt thật ra không phải là cái cọc mà là người đã địa ngục. Và tại Phật ca giết ấy là người xuất gia, thường trụ trong chùa. Trên tường vách của tăng chúng đóng đầy các cọc, đó chẳng phải là việc làm của tăng. Rồi treo y bát của mình lên, vì do duyên đó mà đọa vào địa ngục, làm cái cọc thịt bị lửa đốt, chỉ có bạn đến nay vẫn chưa hết. Đức Phật đã nói với tỳ kheo tăng hộ: con lạc đà ông đã gặp, thật ra chẳng phải là lạc đà mà là người nơi địa ngục. Và thầy Phật ca diếp, cái đó là người xuất gia làm thượng tọa trong chùa, luôn giữ lấy phần thức ăn của một hai người. Có vị tỳ kheo thì luật theo như pháp mà chỉ dẫn nói pháp của thượng tọa không nên làm như vậy. Khế tỳ kheo kia đó trả lời: ta không biết gì cả, người nói giống tôi, nói giống như lạc đà. Trong chúng này tôi là thượng tọa, chú nguyện thuyết pháp, có khi đọc kệ tụng, công sức của nhập đáng nhận phần nhiều hơn. Vì sao ta là của đất tôi? Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào trong địa ngục làm thân lạc đà, bị lửa đốt phải kêu gào khổ não đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy con ngựa thật ra không phải là ngựa mà cũng là người nơi địa ngục. Và tại Phật Ca Diếp, kể là một vị tăng luôn lấy đồ cúng dường của tăng ăn uống quá phần hoặc đem cho quyến thuộc hay các cư sĩ quen biết. Có các tỳ kheo biết được trách cứ: thầy không nên làm như vậy. Tỳ kheo kia ác khẩu cự lại: các thầy giống như loài ngựa ăn mãi không lo. Tôi đã vì tăng chúng làm nhiều việc khổ cực, còn lo đáng được thọ lãnh nhiều hơn chứ. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm thân ngựa, bị lửa thiêu đốt nơi chịu khổ, chịu đạt quả báo đến nay vẫn còn. Ông thấy con voi ấy thật ra không phải là voi mà chính là người nơi địa ngục. Và thì phải ca giết cái đó là người xuất gia, giữ nhà bếp cho tăng chúng. Các đàn việt đem những vật cúng dường đến cúng cho tăng chúng tăng. Sau khi ăn, đàn việt hỏi: thưa đại đức, lúc này vẫn còn có thể đánh kiền trụy tập hợp để cúng dường nữa không? Tỳ kheo ấy là ác khẩu trả lời: các tỳ kheo đó khác gì loài voi trắng, ăn rồi mà không no hay sao? Vậy ăn xong lại còn đòi đánh kiền trụy để ăn nữa. Nói xong, ông bèn giữ thức ăn lại để ngày hôm sau. Vì nhân duyên ấy mà bị đọa trong địa ngục làm nhân duyên, làm thân voi trắng, bị lửa thiêu đốt không thể chịu lại khổ nào, đến nay vẫn còn. Ông thấy con lừa đó thật ra chẳng phải là lừa mà cũng là người nơi địa ngục. Và thật ra ca diếp, kẻ đó là người xuất gia, giữ nhà bếp cho tăng không đủ năm đức. Nhiều lúc phân chia thức ăn uống, tự mình luôn nhận phần của hai ba người. Tỳ kheo thì luật của trách tỳ kheo này trả lời: tôi giữ nhà bếp và vườn cây ăn trái cho tăng chúng, công lao khổ nhọc. Ông và các tỳ kheo không biết công ơn gì của tôi gì cả, thật chẳng khác gì con lừa, chỉ lo bản thân mình không sao không im lặng đi. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm thân lừa, chỉ có báo đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy con dê đực thật ra đó là người nơi địa ngục, và thật Phật Ca Diếp kể là người xuất gia làm chủ một ngôi chùa, mà về trong ngoài đều kiểm soát nhưng không dạy dỗ các đệ tử. Các tỳ kheo nhỏ không theo đúng như pháp, trong lúc khi nhiều lúc đánh kiền chùy, các thầy tỳ kheo trì luật nói thủ tọa chùa sao đánh kiền chùy mà chúng ta tập hợp không đúng giờ giấc. Tỳ kheo trụ trì trả lời: tôi gánh vác công việc của chúng tăng rất là khổ nhọc. Tỳ kheo: các ông giống như con dê đực, chỉ biết mỗi việc ăn uống, sẽ không tự mình đánh đi. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm thân dê đực, bị lửa thiêu đốt, đau khổ dữ dội đến nay vẫn chưa hết. Bây giờ Đức Phật lại nói với tỳ kheo tăng hộ: cái đài thịt mà ông đã gặp thật ra chẳng chính là người nơi địa ngục. Và tỳ Phật Ca Diếp kể là người xuất gia giữ công việc trải tọa cổ cho tăng chúng.
là đóng cửa phòng, gài kỹ cửa sổ rồi bỏ đi chơi khắp nơi. Khi chúng ta không thể vào phòng để trải tội cậu được, vì do duyên này người đọa vào địa ngục là một cá đà thịt lớn, thì lửa thiêu đốt cổ nạn đến nay vẫn chưa hết. Cái đài thịt mà ông thấy thứ hai không phải là đài, mà chính là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp, kẻ đó là người xuất gia làm chủ một ngôi chùa, chọn phòng xá tốt đẹp để tự dùng riêng và làm cho những người quen biết, hoàn toàn không theo giới luật, tùy tiện chia phòng không bình đẳng. Vì nhân duyên này nên bị đọa trong địa ngục làm cái đài thịt lớn, chịu khổ trăm bề, đến nay vẫn còn. Ông thấy cái phòng thịt ấy, thật ra đó chính là người nơi địa ngục. Và thầy Phật Ca Diếp, kể là người xuất gia ở trong phòng của tăng chúng cho là của mình, chắc định không chịu dời chỗ, cũng không dựa theo giới luật để phân chia phòng theo thứ lớp. Do đó mà không ông bị đọa vào địa ngục làm cái phòng thịt, bị lửa thiêu đốt khổ não đến nay vẫn chưa hết. Đức Phật nói tiếp: Ông thấy cái giường dây đó thật ra không phải là giường, mà chính là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp, cái đó là người xuất gia lấy giường dây của tăng chúng không theo giới luật, tự ý sử dụng riêng như đồ của mình, không chịu phân chia với nhân duyên này mà bị đọa trong địa ngục làm giường dây ăn thịt, là giường dây thịt chịu khổ lửa đốt đến nay vẫn chưa hết tội. Ông gặp cái giường dây thứ hai, thật ra đấy là người nơi địa ngục. Và thầy Bà Ca Diếp, cái đó là người xuất gia phá giường dây của tăng rồi tự đem thiêu đốt vì nhân duyên này mà bị đọa vào địa ngục làm giường dây ăn dây thịt, bị lửa thiêu đốt rất khổ não đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cái tòa cổ bằng thịt đó thật không phải là tòa cổ, cũng là người nơi địa ngục. Rồi thầy Phật Ca Diếp kể là người xuất gia dùng tọa cụ của tăng chúng giống như của chính mình có, hay lấy chân dẫm đặt lên không y theo giới luật, vì nhân duyên đó mà trong địa ngục bị đọa trong địa ngục làm tọa cụ thịt, bị lửa đốt co giãn, chịu khổ não trăm mối, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cây mốc thịt đó thật ra không phải là cây mốc, mà chính là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp kể là người xuất gia lấy mốc cầm tay của tăng chúng xem như của chính mình, sống không sống theo giới luật, ông có khi đem hủy hoại đi vì nhân duyên ấy mà bị đọa trong địa ngục làm cây mốc thịt, bị lửa đốt khổ não, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cái giường dây thịt đó thật ra không phải là giường dây, mà cũng chính là người nơi địa ngục. Và thời Phật Ca Diếp kể kia là người xuất gia ý cây dây thế lực của vua chúa xem mình tựa như là bậc thánh đức. Bốn hai đệ tử đều cùng lời khen ngợi, bây giờ vị thì ấy im lặng nhận lời tán dương kia. Khi được dân giường dây tốt cho các thức ăn uống thì vị tỳ kheo đó tiếp nhận với tâm xem mình như bậc thánh, vì nhân duyên ấy mời đọa vào địa ngục làm giường dây thịt, bị lửa thiêu đốt khổ não đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cái vách thịt đó thật ra chẳng phải là vách, mà chính là người nơi địa ngục. Và thầy Phật Ca Diếp kể kia là người xuất gia đóng cọc trên tường của chúng tăng để treo giữ các thứ y bát của mình, vì nhân duyên này mà bị đọa trong địa ngục làm vách thịt lớn, bị lửa thiêu đốt còn nãy đến nay vẫn chưa hết. Sợi dây thịt ông đã gặp thật ra không phải sợi dây, mà chính là người nơi địa ngục. Giờ tôi phải ca diếp người xuất gia lấy dây dùng của chúng tăng sử dụng, được sử dụng đi, vì nhân duyên này mà bị đọa trong địa ngục làm dây thịt lớn, bị lửa thiêu đốt rất khổ não đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy hầm xí thật ra không phải là hầm xí, mà là người nơi địa ngục. Và Phật Ca Diếp kể kia là người xuất gia đến chùa của tỳ kheo để đại tiểu tiện giải đất sạch của Phật tăng, có tỳ kheo trì luật theo như pháp của trách nhưng không chịu nghe, khiến mùi hôi thối bay vào chỗ ở của chúng ta, vì thế mà bị đọa trong địa ngục làm hầm xí thịt thuộc khẩu bá, bị lửa thiêu đốt đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy pháp sư ngồi nơi tòa cao thật ra không phải là pháp sư, mà là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp kể kia là người xuất gia không đành luật của tăng, tội trọng nói khinh, tội khinh nói trọng,
Người tội không có căn cứ là nói có căn cứ, người có căn cứ là nói không có căn cứ. Đáng phải sám hối vì nói không nên sám hối. Không đáng sám hối thì bắt buộc phải sám vì nhân viên ấy mà bị trọi trong địa ngục rồi. Ngồi trên chỗ cao bị lửa thiêu đốt bộ não, đến nay vẫn chưa hết. Một thầy pháp sư ngồi tòa cao thứ hai, đó cũng chính là người nơi địa ngục. Và thầy Phật Ca Diếp kể làm đại pháp sư và nói pháp tà để được nhiều lợi dưỡng. Tùy theo lý mà nói thì chẳng được bao nhiêu. Chánh pháp mà nói là phi pháp nói là chánh pháp. Vì nhân viên này mà bị đọa trong địa ngục, ngồi trên cao chỗ bằng sắt, bị lửa thiêu đốt khổ não, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cái kiền trụy thịt kêu la đó chẳng phải là kiền trụy mà chính là người nơi địa ngục. Và ta Phật Ca Diếp kẻ ấy là người xuất gia, lấy vào của Tam Bảo đánh kiền trùy phi pháp giới trá làm pháp giết ma, rồi lấy vật của chúng tăng tự mình thọ dụng. Vì lý do đó mà bị đọa trong địa ngục, làm kiền trùy bằng thịt bị lửa thiêu đốt rất lâu nữa, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy câu Tu La thật ra đó là người nơi địa ngục. Giờ thời Phật Ca Diếp kẻ kia là người xuất gia làm chủ chùa tăng, lấy thức ăn trong nhà bếp của tăng đem bán, lấy vật dùng là y áo, làm mất phần cúng dường của tăng. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm câu Tu La bằng thịt, bị lửa thiêu đốt rất đau khổ, đến nay vẫn còn. Ông thấy câu Tu La thứ hai thật ra không phải câu Tu La mà là chính là người nơi địa ngục. Vậy thì Phật Ca Diếp kẻ đó là người xuất gia, giờ trước duy na phân phát vật dụng cho chúng tăng chúng, lấy vật của mùa xuân mà đổi thành mùa hạ, y áo vật dụng trong mùa hạ để đến phần giữa mùa đông. Vì nhân duyên ấy mà bị đọa trong địa ngục làm câu Tu La thịt, bị lửa thiêu đốt rất khổ não, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy núi thịt lân ấy thực ra đó cũng là người nơi địa ngục và thầy Phật Ca Diếp cái kia là người xuất gia làm điển tọa của tăng chúng mà không đủ năm đức, ít có uy lực nên hay trộm cắp vật của tăng, làm mất y áo của tăng chúng. Vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục, là núi thịt lớn bị lửa thiêu đốt rất đau khổ, nay vẫn chưa dứt. Đức Thế Tôn lại nói, cây cột tu mạng này ông thấy đầu tiên đó thật ra không phải là một cây cột, mà chính là người nơi địa ngục. Vào thời Phật Ca Diếp, cái kia là người xuất gia, giữ pháp Phật, bốn hàng đệ tử. Thì các đại việt thấy lấy hoa tu mạng này lại cúng dường Phật, hoa khô rồi thì theo ấy bèn quét để bán lấy để dùng riêng cho mình. Vì nhân duyên đó nên bị đọa trong địa ngục làm cây cột tu mạng na, bị lửa tiêu đốt dữ dội, ở đây vẫn chưa dứt. Cây cột tu mạng na ông thấy tiếp theo chẳng phải là cây cột mà chính là người nơi địa ngục. Và từ Phật Ca Diếp kẻ kia là người xuất gia, coi giữ việc chúng cúng dường tác bố hai đệ tử và các việc đàn việc dùng dầu tu mạng na hoa để cúng dường Phật, thì theo bạn lấy bớt để dùng riêng cho mình. Và nhân duyên này bị đọa và địa ngục làm cột tu mạng na, bị lửa thiêu đốt chịu quả báo, đến nay vẫn chưa hết. Ông thấy cây hoa, thật ra cây đó là người nơi địa ngục, và thật ra cây giết cây kia là người xuất gia, chỉ cần cây ăn trái cho tăng chúng, có hoa trái tốt thì lấy dùng riêng cho mình hoặc cho người bệnh y. Và nhân duyên này bị đọa và địa ngục làm cây hoa lớn, bị thiêu đốt khổ não, đến nay vẫn chưa dứt. Ông thấy cây ăn quả ấy thật ra không phải là cây ăn quả mà chính là người nơi địa ngục. Và thật ra cây giết kể là người xuất gia, giải viên cho tăng chúng lấy trái thơm tươi thuốc ăn một mình hoặc đem cho hàng bạch y. Vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục làm cây hoa thịt, chịu quả báo bị lửa dữ thiêu đốt, đến nay vẫn chưa dứt. Ông thấy cây thịt thực ra chẳng phải cây cái ấy là người nơi địa ngục. Và thật ra cây giết kể kia là người xuất gia làm việc gánh củi cho tăng chúng, lấy củi của chúng tăng đem vào phòng mình để dùng riêng hoặc lấy cho người quen biết. Vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục làm cây thịt lớn, chịu quả báo bị lửa thiêu đốt, đến nay vẫn còn. Đức Phật lại bảo tỳ kheo tăng hộ, ông thấy cột thịt thứ nhất thực ra trụ đó là người nơi địa ngục. Giờ thời Phật Ca Diếp khi là người xuất gia thường trú trong chùa, đã phá trụ cột nơi tháp của một của Phật để dùng riêng cho mình. Vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục làm cái cột thịt lớn, chịu quả báo bị lửa thiêu đốt, đến nay vẫn còn. Ông thấy cây cột thịt thứ hai thật ra chẳng phải là cây cột mà là người nơi địa ngục. Và thật cái giết ấy là người bạch y dùng dao lấy vàng thép trên tượng Phật. Vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm cây cột thịt,
bị bọn ngục tốt cầm búa chặt thân, chịu khó báo hiểu lửa dữ thiêu đốt nay vẫn chưa dứt. Ông thấy cây cột thể thứ ba, thật ra cây cột ấy là người nơi địa ngục, giao thì Phật Ca Diếp kể kia là người xuất gia làm việc cho tăng tăng chúng, dùng kèo cột của chùa đem cho Bạch Y vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục làm cái cục lớn, thọ quả báo bị lửa thiêu đốt đến nay chưa dứt. Ông gặp bốn cái trụ, thật ra đó chính là người nơi địa ngục, và Phật Ca Diếp họ là người xuất gia, năm đức không đủ làm chủ trong đại chúng, vì chúng ta mà xử đoán sự việc chỉ theo ý thích, thương hay ghét, luôn sân si, sự đoán các việc không công bằng, vì nhân duyên đó mà bị đọa vào địa ngục làm bốn cái cột, chịu quả báo bị lửa thiêu đốt đến nay chưa dứt. Ông gặp 14 cây đó thật ra không phải là cây mà chính là người nơi địa ngục, và Tathāgata Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia thường trú trong chùa, giữa việc phân chia tọa cụ không y theo giới luật, cây tốt lấy cho mình tùy tiện yêu ghét mà phân chia xấu tốt sai khác. Trong pháp Phật thì kêu rất nhiều phải theo thứ lớp mà nhận, vì không công bằng nên 14 người này bị đọa vào địa ngục làm cây thịt lớn, chịu quả báo bị lửa thiêu đốt đến nay vẫn chưa dứt. Ông thấy hai vị tỳ kheo thật ra không phải là tỳ kheo mà là người nơi địa ngục, và Tathāgata Phật Ca Diếp họ đều là người xuất gia ở trong đại chúng, nhưng hai thân cãi đánh nhau vì nhân duyên đó mà bị đọa trong địa ngục, bị lửa giữ thiêu đốt thân, bị khổ, bị đánh nhau đến nay chưa ngừng. Ông thấy hai vị sa di thật ra đó chính là người nơi địa ngục, và Tathāgata Phật Ca Diếp cả hai đều là người xuất gia làm sa di, hai người luôn ôm nhau trong một tấm mền mà ngủ, vì nhân duyên đó mà đọa vào địa ngục, bị lửa thiêu đốt, chịu khổ báo ôm nhau trong mền mùng đến nay vẫn còn. Đức Thế Tôn nói tiếp: vì sao nay ta nói với ông những kẻ bị đọa vào địa ngục, người xuất gia thì nhiều mà hạng y lại rất ít, đừng người xuất gia thường hay phạm giới, không thuận theo tỳ ni, khinh khi mắng giết nhau, lấy vật của chúng tăng dùng đi cho mình, phân chia thức ăn thì không công bằng. Do đó mà nay ta giảng nói rõ lại cho ông, để ông siêng năng trì giới, tôn trọng và phụng trì. Đức Thế Tôn lại bảo tỳ kheo tăng hộ: ta nay nói ông với ông và những tỳ kheo ấy mà vào thời quá khứ là người xuất gia mà phá giới, dù không tinh tấn như bốn hàng đàn Việt, thấy các tỳ kheo đó oai nghi giống như tăng nên luôn cung kính tam bảo, cũng như đầy đủ bốn thứ cần dùng cho họ, hàng đàn Việt ấy còn có thể đạt được phước báo lớn vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Ta là nói với ông về những tội nhân đã nêu, đời trước xuất gia vì phạm vào Phật của tăng chúng mà bị đọa nơi đại địa ngục, trong đời vị lai nếu có các vị y lấy vật dụng của chúng tăng thì tội nặng hơn người xuất gia trước trăm ngàn vạn lần không thể nói hết. Ta lại nói với ông biết rằng một tỳ kheo thuận theo giới luật ở trong già lam đúng như pháp mà hành đạo, đánh kiền trụy đúng giờ, nếu ai cúng dường cho vị ấy thì được phước vô lượng không thể nói hết, vốn chỉ là cúng dường cho tăng chúng khắp bốn phương. Đức Thế Tôn là bảo tỳ kheo tăng hộ: hoặc người xuất gia làm việc cho tăng chúng mà khó hành trì tịnh giới, sẽ các tỳ kheo ấy khi mới xuất gia ưa thích hành trì tịnh giới, có tâm cầu niết bàn, và những khi bốn hàng đàn Việt đưa đồ cúng, các tỳ kheo đó đến họ nhận các phần cúng dường ấy để kiên trì tịnh giới, về sau không thích kiên nào. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn gặp lập lại những ý nghĩa đã nêu nên nói kệ: trì giới vui đệ nhất thân không bị phiền não, ngủ nghỉ được an ổn, tỉnh dậy tâm hoan hỷ. Đức Thế Tôn là bảo tỳ kheo tăng hộ có chính hạng người luôn bị đọa trong đại địa ngục A Tỳ: một, ăn dùng vật của chúng tăng; hai, ăn dùng vật của Phật; ba, giết cha; bốn, giết mẹ; năm, giết a la hán; sáu, phá hợp tăng; bảy, phá tỳ kheo hành tịnh giới; tám, xâm phạm tịnh hạnh nơi tỳ kheo ni; chín, làm hàng nhất xiển đề, đó là chính hạng người luôn ở trong địa ngục A Tỳ, có năm hạng người và hai chỗ tòa báo. Hai chỗ tòa báo là: một ở địa ngục, hai ở ngạ quỷ. Ở địa ngục thì như ông đã thấy đó là các địa ngục, hàng ở ngạ quỷ thì thân hình cao lớn. Những gì là năm hạng người? Một, ngăn cản việc bố thí vật cho chúng tăng; hai, dứt bỏ sự bố thí thức ăn cho chúng tăng; ba, cướp giật đồ cúng dường của tăng chúng; bốn, người đáng được bố thí thì làm cho họ không được nhận; năm, chánh pháp thì nó là phi pháp, phi pháp thì nó là chánh pháp. Năm hạng người này họ nhận hai quả báo kia, nghiệp còn lại thì chịu khổ trong năm đường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa trên nên nói kệ:
gây ác đọa địa ngục, tạo thiện thọ vui trời, ai thường tu không định lầu diệt chư muôn vàng. Phật đã bảo Tỳ kheo Tăng Hộ, ông đã thấy Long Vương nơi biển lớn, thọ thân rồng như vậy, răng giác vảy sừng, tướng trạng rất đáng sợ, hôi thối không thể lại gần, vì ở trong loài súc sinh nên bị chướng ngại đối với pháp xuất gia. Cầu chướng ngại cho việc tu thiền, không có đủ tác quả giải thoát, tôi được sống lâu nhưng vẫn không thể được khỏi việc bị chim cánh vàng ăn nuốt. Sau khi qua đời, nó được sinh lên cõi trời đau xót. Hết tuổi thọ ở đây thì được làm con người. Khi Đức Phật Di Lặc ra đời và làm vị đại trưởng giả giàu có của cả vô số, cũng làm đại đàn việc, cúng dường cung cấp cho Đức Thế Tôn Di Lặc và các tỳ kheo đầy đủ thức công dụng. Các trưởng giả ấy có đến 500 người xuất gia cùng một lúc, chứng được quả A La Hán công đức đồn xa, được nhiều người biết. Các Long Vương đó hãy còn có thể đạt được công đức như vậy, huống chi là đệ tử của ta, đúng như pháp xuất gia ngồi thiền tụng kinh, ba nghiệp giữ trọn vẹn thanh tịnh, chắc chắn chứ được niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: người quy y Phật được lợi lành lớn, ngày đêm trung tâm luôn luôn niệm Phật. Người quy y pháp được lợi lành lớn, ngày đêm trung tâm luôn luôn niệm pháp. Người quy y tăng được lợi lành lớn, ngày đêm trung tâm luôn luôn niệm tăng. Lúc này đệ tử của pháp sư Tăng Hộ và 500 người đi vô ở trong đại chúng nghe Phật dạy nói pháp, bỗng nhiên kinh hãi, tỏ ngộ về sự vô thường, cùng nói với nhau: chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay trải qua mọi nơi chốn, họ nhận khổ báo, khổ nạn sinh tử đều do vô minh tâm ái tạo ra. Nói vậy xong, họ cùng nhau đứng dậy quỳ dạy chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, từ hôm nay chúng con xin quy tam bạch, thọ trì năm giới trọn đời không phạm. Đức Thế Tôn bảo tỳ kheo Tăng Hộ: cúng dường chúng tăng trong đó có vị đáng được cúng dường, có vị không được cúng dường, vị nào đáng được đó là người trì giới đầy đủ, ra vào luôn chánh niệm, chỉ tất cả giới trọng cũng như giới khinh, sợ hãi không dám phạm. Những người như vậy đáng phải nhận sự cúng dường. Đức Thế Tôn nói kệ: hoan hỷ nhận người cho, ba y luôn tiếp tục định về tu ba nghiệp an lạc nơi an lạc. Đức Thế Tôn lại bảo Tỳ kheo Tăng Hộ: người nào không đáng được nhận cúng dường, người trì giới không toàn vẹn, ra vào không chánh niệm, không sợ giới khinh trọng, người như vậy đáng được nhận cúng dường. Đức Thế Tôn nói kệ: thà nước thọ sắc lớn thiêu đốt như lửa cháy, thế giới không nên nhận thức ăn của tinh thế. Đức Phật bảo: thiện nam thiện nữ nào nghe bài kệ này có thể phát sinh tâm tin tưởng, ưa thích xuất gia thì luôn trì giới thanh tịnh, tôn trọng vân dự. Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: Bậc Thế Tôn, như vậy thì 500 vị tiên nhân nơi đời quá khứ ở trong pháp nào mà vun trồng được các căn lành, và những thời gian nào để tu hành đạo nghiệp, nhờ nghiệp duyên gì mà đến nay được xuất gia, thì nam các lậu đều chứng sanh chứng quả A La Hán, như lai là bậc biến chánh biến tri. Bậc công suốt ba đời vì các tiên nhân từng tu tập nghiệp lành, và giữa đại chúng xin Thế Tôn chỉ nói về bản duyên cho chúng con được rõ. Đức Thế Tôn nói: trong hiện kiếp này, về đời quá khứ vào thời Phật Ca Diếp xuất thế, con người sống 2 vạn tuổi, thì ở có một đại trưởng giả tên là Cung Ý, giàu có vô lượng, có lòng hiếu hạnh, chỉ phạm một lỗi nhỏ với cha mẹ thì liền xấu hổ sám hối. Ông liền đến chỗ Phật xin xuất gia tu tập học đạo, chưa bao lâu thì làm đại pháp sư. Tỳ kheo Cung Ý thuyết pháp hóa độ cho 500 người đệ tử, rồi vào núi rừng ở nơi vắng vẻ tịch tỉnh tu tập thiền định, sinh tâm hoan hỷ, rồi cũng chỉ dạy cho các đệ tử cùng tu thiền định trở thành những bậc pháp khí chứa đất thiền định. Đầu đêm giữa đêm cuối đêm luôn tinh tấn không dừng nghỉ mà chưa thể quán được tuệ, nên thầy trò cùng đốc xuất nhau phát tâm nguyện. Ngày nay thầy trò chúng con theo nhau ở trong chánh pháp của Đức Như Lai Ca Diếp xuất gia tu đạo, trì giới tu tập định tuệ, xin đem căn lành này nguyện vào đời vị lai được gặp Phật Thích Ca đầy đủ 10 tôn hiệu là Bậc Thế Tôn, toàn hoàn toàn chân thật, không hư dối, trở lại gặp Hòa Thượng độ chúng con xuất gia, chứ hết các lộn cho đất đạo quả. Đức Phật nói với các tỳ kheo: trưởng giả Công Ý thời đó đâu phải là người nào xa lạ, mà chính là tỳ kheo Tăng Hộ. Còn 500 người đệ tử chính là 500 vị tiên nhân kia. Nhờ đời quá khứ thì Phật Ca Diếp đã gieo trồng các căn lành, nhờ phát nguyện mà nay được chánh kiến, trở lại gặp Hòa Thượng cho tính xuất gia, các lậu dứt sạch chứng đắc đạo quả. Bây giờ Đức Thế Tôn ở giữa đại chúng và nói về các nhân duyên xong, 4 bộ chúng đều hoan hỷ phụng hành: nhà tắm và 6 chùa, 2 đất cùng 3 bình, 2 bình và suối thịt, 1 vò đao xẻ mũi, chặt lưỡi đứng trong nước, đấu trinh gai chuồng thịt, lạc đà voi trắng lừa, dê đực 2 đài thịt, phòng thịt 2 giường dây,
cân thịt, móc cầm tay, giường vách và dây thịt, hố xí hai tòa cao, chày hai núi cao tu, hai cột tôm ăn thịt, hoa trái một cây thịt, một cây ba cột thịt, hai đôi 14 cây, hai tăng hai sa di, hợp thành 56. Thuyết pháp nhân duyên xưa, Phật nhân tăng hộ nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.